Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Sẽ mai bên chàng dù rằng đôi khi cha hay trách con trai bóng là. Để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chia tình cười hà. Mãi ở bên chàng sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. May mắn sẽ đến bên con, dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Nhà cửa cái gì mà Quýnh à. Dạ. Con phụ mẹ dọn dẹp coi. Ừ. Mẹ lau cái bàn cho mẹ coi. Coi nè. Trời đất ơi. Mẹ để lát thôi con phụ đó. Bây giờ con đang xem tivi mà. Suốt ngày cứ xem tivi hoài vậy con. Cái đống này candy nó nghịch trai. Ủa thì cũng em con dọn cho mẹ đi. Coi nè, đồ chơi để chơi xong rồi nhét tùm lum tà la. Nhét. Cái gì nhét dưới đây đây? Ôi, trời đất ơi! Winner! Cái thằng này! Winner! Nghe! Cái... Tại sao? Tại sao ra nông nỗi này? Trả lời mẹ! Nhanh! Mà cái bài này của Candy mà mẹ mắng gì con? Candy nào học lớp 10? Candy nào học lớp 10 hả? Điểm gì mà tuột từ 5-4 mà 2-1 là sao? Thì mẹ cứ mừng đi. Cái này là con chưa bị không là may á. Ở lớp con á, còn mấy đứa bị không cơ. Trời ơi, bị không cơ, tự hào quá cơ. Tôi mà không phát hiện ra chắc có ngày tôi lên tăng xong với anh quá. Đi, nhanh, đi, đi, đi. Đâu mẹ? Đi xuống chung cư chạy 10 vòng cho tôi nha Linh. Lên nữa hả? Mẹ có đi không? Hả? Đi, dạ. đi. Mẹ đi xuống bếp à? Đi. Nè. Chạy. Mày chạy mẹ hả? Cái gì vậy? Đứng lại không? Mày tránh đi. Cái gì vậy? Thôi mà. Trời ơi, ngoài đường ngoài sáp tự nhiên cầm cây quýnh con không ra cái gì hết. Anh Thu ơi. Cái gì vậy? Em khổ lắm anh Thu ơi. Trời ơi anh ơi, em đẻ con em ra mặt mày thông minh sáng láng gì mà nó học ngủ. Anh Thu ơi, em khổ lắm anh Thu ơi. Rồi bây giờ vậy nè, Linh ơi, Linh ơi bình tĩnh nè, Linh tôi nói Linh nghe nè, bây giờ có chuyện gì từ từ nói. Winner nó cũng lớn rồi mà ra ngoài đường quýnh nó vậy nhìn cực kỳ. Đúng, Tùng nói đúng đó mẹ, mẹ làm kỳ. Thôi. Thôi mà. Mà con học hành sao để mẹ con đánh vậy? Hả? Trả lời đi. Dám trả lời không? Em hỏi anh nó đi học mà thứ tự mà nó rớt dần 5-4-3-2-1 cho em hỏi anh. Trời ơi em khổ lắm, em không biết làm sao với con em nữa. Dạ thưa cô, trong lớp bài Winner là đứng vậy nè. Vậy trong lớp mấy người được bao nhiêu điểm mà đòi nói hả? Đây việc thi học rất tốt nha. Đợt này là được 4 con 8. Văn, sử, địa, toán còn bao nhiêu là 9 với 10 không? Trời đất ơi, nghe chưa Vinh nữa? Vinh nữa, nghe bạn chưa? Nghe bạn chưa? 4 con 8, còn con là 8 con 4. Trời ơi, 8 con 4 vậy năm nay lên lớp được không con? Em khổ lắm anh Trung ơi. Em nói nghe nè, chứ bây giờ mà đứng ngoài đây mà cứ khóc rồi ôm anh kiểu đó người ta nhìn người ta hiểu lầm chết. Chứ bây giờ làm sao nó học càng ngày càng dốt, không biết cái thằng này thì chắc mày muốn chết. Thôi mà, đừng có quýnh nó nữa, nó lớn rồi. Quýnh nó như vậy kỳ lắm. Thì có bạn gái học chung trường, chung lớp nữa. Nó ngại, tội nghiệp nó. Bây giờ vậy, không mấy tôi tính về Linh thấy được không nè, để cho việc thi kèm cho Winner đi. Không, nhà con là không bao giờ để bạn đi kèm nha. Con tự học được. Con im đi, để mẹ với chúng mình nói chuyện. Kèm hả? Ừ. À, đúng rồi hả? À, đúng rồi. Việc thi nó học giỏi mà. Đúng rồi, để việc thi á, thì qua kèm cho Winner nhà em. Còn anh Tùng thì anh Tùng qua kèm cho em nha. Tôi biết gì đâu, tôi kèm cho cô Linh. Thì anh kèm em mấy cái môn vận động đó.
Được không anh? Thôi sao cứ gạ tôi hoài vậy chứ đâu có được. Bây giờ là chỉ có việc thi kèm cho Winner thôi. Còn tôi với lại Linh là tôi với Linh có gì đâu mà kèm. Con không có kèm cho Winner đâu. Thôi vừa mà cứng đầu vừa làm biếng nữa. Nè, có nghe người ta nói câu giúp bạn vượt khó không? Phải giúp bạn mình vượt qua cái khó khăn này. Kèm nha. Nè nè nè, bớt cái mặt đó. Việc thi, việc thi. Cô Linh năn nỉ con luôn á. Con làm ơn qua kèm cho Winner nhà cô. Chứ nó cứ học hành như vậy hoài cô rầu lắm. Nói cái gì đi. Con không học đâu. Học dốt không được lên tiếng ở đây. Kỳ quá hả? Rồi bây giờ là cuối cùng tóm lại là việc thi sẽ kèm cho Winner. Đúng. Làm gì làm, miễn sao cho Winner học giỏi là được. Trời ơi, người cha tương lai của các con em. Thì chúng mình là hát đạo thức. À bé ơi, bé tập chúng mình. Tập chân. Ông làm bài tới đâu rồi? Yeah. Ôi cho tôi ngủ chút xíu, tôi muốn ngủ quá à. Giờ này mà còn ngủ nữa. Bây giờ à, nè dậy làm 1, 2, 3 10 bài này đi. Xong rồi à, làm thêm 5 bài bên đây nữa. Rồi nghỉ. Cái gì nhiều vậy? Nhiều cái gì? Thôi học lắm thì tắm cũng cả chuồng à. Nói chuyện vô duyên. Không học sao này cặp đất mà ăn à. Nhìn tôi gì? Ừ thì nhìn kỹ lại bà cũng dễ thương mà. Ông đừng có làm tôi lung lạc. À, tôi mét cô lên bây giờ. Tóc cũng đẹp quá ha. Tóc bị chảy ngọn này, tôi cắt cho. Ông đàng hoàng lại coi. Cô Linh ơi, tôi mét cô. Học. Ê, việc thi bật theo. Cô Linh ơi. Ê. Gì vậy? Winner. Gì vậy con? Gì vậy? Cô Linh, bạn Winner cái bài này khó quá, con đang kiểu đùa nghịch tí để lấy tinh thần học tiếp mà nè, mẹ thấy con đang học nè. Nè, Winner, không có giỡn trò nha, nha. Thi. Dạ. Thượng Phương Bảo Kiếm cô giao cho con. Hey, con cảm ơn cô. Gì vậy? Thượng Phương Bảo Kiếm của cô Linh đã giao cho tôi rồi. Ông mà còn không học là biết tay tôi. À. Mà tôi không học nổi nữa đâu. Tôi chán lắm rồi. Trời ơi, ông không học rồi sao biết được là ông học không được? Thì đôi khi bà cũng phải chấp nhận. Con người như tôi chỉ nhiêu đó thôi. Không học thêm được đâu. Không học thêm rồi phần thưởng sao? Giật thưởng nữa. Đúng là vật thưởng cũng chỉ là phù du thôi. Bà đừng có quá ham như thế. Bà đang học gì vậy? Ê này, có cách nào mà không cần phải học mà vẫn điểm cao mà lại còn có thưởng không nhỉ? Nếu như mà có cách đó thì chắc có lẽ bây giờ tôi cũng không ngồi ở đây đâu. Đúng, quá hay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng học thì đôi khi không chỉ cần siêng năng không mà phải có hên. Tôi nói nha, ở lớp tôi có mấy đứa hên quá, nó đoán được đề tủ luôn. Hay là mình cũng dùng chiêu này nhỉ? Đúng rồi đó, mấy đứa đoán tủ á dễ bị sao ta? À, tủ đè á. Cái gì mà tủ đè? Tôi nói nha, bà là rất là vinh dự đang được đứng cạnh một thánh đoán tủ đang ngồi đứng ngay đây. À, đúng rồi, đoán tủ á gì? 1 2 3 4 điểm á, nguyên đống đầy trong tủ á. Thì ấy mà bây giờ tôi bảo
bà chỉ cần giúp tôi giải mấy cái đề đó thôi, còn mấy cái đề đó là tôi đoán được hết. À, nhưng mà tôi không có giỏi đoán tủ. Không sao, mấy cái vụ đoán đề đấy là để tôi, còn bà ấy giải giúp tôi mấy cái đề đó, tôi nhớ hết nhá. Kinh được ông trời. Đó, thấy chưa? Nè, nè, tủ đè nè, 3 điểm nè. Bực mình ghê, tất cả là tại cái đề này. Tuần trước dạng này cho rồi lại cho lần nữa. Tôi làm sao biết mà chuẩn bị. Chẳng lẽ ông thầy lại hết đề cho rồi sao mà tự nhiên cho dạng đề này nữa. Bực mình ghê á. Bây giờ dù gì cũng 3 điểm rồi, tủ đè cũng đã đè rồi. Phục hay không phục á, thì bây giờ cũng phải đi nói với mẹ ông Tiến. Học đối phó. Để tôi đi nói với mẹ ông luôn cho. Bậy nha. Ngồi. Không được. Cái này mẹ tôi mà biết là giết tôi chết. Chứ giờ ông tính sao? Tôi đã có cách. Quỳnh ơi. Mẹ thương cục dạng của mẹ. Mẹ thương cục dạng của mẹ. Trời ơi, cũng có ngày hôm nay. Thấy không, có công mài sắt có ngày nên kim mà con. À, con mẹ giỏi quá đi mà. Bình thường mà mẹ. Nếu mẹ muốn là ngày nào con cũng làm. Điều này là quá bình thường rồi với con. Thiệt không con? Thiệt mà đúng không? Trời ơi, thấy không, mẹ nói cứ muốn là mình sẽ làm được mà. Trời ơi, 8 điểm, trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá đi, thấy không? Mẹ, quà của con đâu? À quên, ấy, quà đúng không? Đúng rồi. Yên tâm, mẹ đã hứa thì mẹ sẽ làm, bây giờ con muốn cái gì cũng được. Dạ, thì con thích nhiều thứ lắm. Thôi, đợi mẹ xíu. Dạ. Dạ, alo. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ rồi, tôi cảm ơn cô. Quýnh ơi. Quà con. Chị tắt điểm ơi. Quýnh ơi. Quà con. Quýnh ơi. Đau, cái này đau. Mẹ xúc động quá đó. Hiện tại mẹ rất là xúc động, thậm chí mẹ còn kích động. Bình tĩnh mẹ. 8 điểm thôi mà, có gì đâu, ngày nào con chả làm được. Trời, con tới 8 điểm lận. Dạ, đúng, 8 điểm á, mẹ nhìn rõ ràng 8 điểm. 8 điểm lận. Đúng rồi. Mẹ biết con thích quà lớn. Lớn. Quà bự. Đúng rồi. Quà hoành tráng. Hay hay. Có liền cho con nè. Dẫn mẹ. Cái gì? Quýnh ơi. Cô giáo vừa gọi điện thoại cho mẹ. 3 điểm con về con nhắm sửa thành 8 điểm. Con lừa cha dối mẹ kìa đó hả Quýnh ơi? Quýnh ơi. Con xin lỗi mẹ ơi. Sao mẹ khổ với con hoài vậy? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sẽ chia tiếng cười, mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua, vì nơi đấy sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che, may mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.